Bộ Ngoại giao nói về việc ban tổ chức Blackpink ủng hộ đường lưỡi bò. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh. Ngày 6 tháng 7, trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Việt Nam về việc ban tổ chức Blackpink ủng hộ đường lưỡi bò, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng bày tỏ, điều sách đường chín đoạn đã được nói rõ nhiều lần. Liên quan đến thông tin được phóng viên đề cập, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh. Trước đó, tối mùng 4 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện thông tin website chính thức của iEntertainment có đăng bản đồ đường lưỡi bò ngay tại trang chủ. Trên fanpage của iVietnam, đường link dẫn đến website này cũng được gắn trong phần giới thiệu. Ngay sau đó, nhiều người tỏ ra phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay bombing của tour Hà Nội. Các bài đăng fanpage iVietnam nhận nhiều icon phẫn nộ. Website của công ty iEntertainment đã thông báo hiện đang bảo trì. Đường link cũng đã được gỡ khỏi fanpage. Tuy nhiên, hình ảnh bản đồ đã được chụp lại và lan truyền rầm rộ. Nhiều khán giả Việt đã bày tỏ thái độ và cho biết sẽ không mua vé để phản đối đơn vị tổ chức.